Ông Hoàng Thanh Nên, nhân viên bảo vệ chung cư số 1, ngách 18, ngõ 139, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, dự án cải tạo tuyến mương L2A do Ban Quản lý Dự án Thoát nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý chưa hoàn thành, khiến nước không tiêu thoát được. Đến ngày mưa, nước thải chảy ngược vào trong gây nên tình trạng ngập sâu hàng mét và ô nhiễm nặng nề. Mỗi một lần nước tràn về tòa nhà chúng tôi ở đây, trên 200 xe máy, mỗi một xe máy bình quân là mất khoảng 400.000 tiền sửa chữa thay dầu, là thiệt hại vào khoảng gần 10 triệu. Các cháu đi học rất là khổ, khi nó không rút nước đi là có cháu ngã. Tình trạng dồn đọng nước thải, nước bốc mùi khó chịu như thế này, trải dài hàng cây số, làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của những hộ dân nơi đây. Bừa bộn và bẩn thỉu ấy, tuyệt đối là cái môi trường được quá kinh khủng. Nhất là những hôm nào mà mùa hè mà trời mưa lên thì cảm giác như đi mình đi mà như là đi ở cái cảm giác cái đường này như một cái cống lớn luôn ấy. Cái đường nó gồ ghề này đó, cũng nhiều khi là cụ già mà đi chợ buổi sáng ấy là cũng trượt chân cũng ngã. Dự án thi công đình trệ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà những hộ kinh doanh cũng phải buộc đóng cửa vì sự ô nhiễm nghiêm trọng này. 4 năm thi công là 4 năm người dân phải chịu cảnh khổ cực. Các hộ dân nơi đây hàng ngày vẫn mong mỏi các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Mong muốn thì như nói ban đầu đấy, nhanh chóng để hoàn thành cái con đường này để dân được nhờ, mà cũng những cái mà để cho thành phố nó đẹp hơn. Chừng nào công việc thi công giải phóng mặt bằng còn chậm trễ thì con mương này vẫn tồn tại nhiều nguy hiểm, những vấn đề về ô nhiễm môi trường và cả mỹ quan đô thị, và khổ nhất vẫn chỉ là người dân.